thời buổi bây giờ ai mà đi ô tô với siêu xe nữa, cái model bây giờ là cưỡi ngựa. Vậy nó mới độc. Nếu bạn nào có hứng thú muốn cưỡi ngựa giống Thế Tâm thì ngay bây giờ đây, Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách cưỡi ngựa mà không cần có ngựa luôn. Ghê không? Nhưng mà các bạn phải có một chiếc điện thoại di động nha. Chứ muốn cưỡi ngựa mà ngựa không có mà điện thoại cũng không có luôn thì đi bộ đi cho nó khỏe. Ok, và nếu như bạn nào đã có một chiếc điện thoại di động rồi và các bạn muốn cưỡi ngựa thì ngay bây giờ đây, Thế Tâm sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra cái video cưỡi ngựa như thế nào. Các bạn hãy cùng theo dõi thật kỹ và làm theo Thế Tâm nhé. Xin mời. Và để làm được video cưỡi ngựa thì ở bước đầu tiên các bạn cần chuẩn bị một cái phông xanh như thế này. Các bạn có thể dùng phông đỏ, phông tím, phông vàng, phông gì cũng được. Đừng có phông đòn gánh là được. Xong, các bạn kiếm chỗ nào rộng rãi các bạn căng nó lên. Và ở phía dưới các bạn có thể lót một chiếc xe máy để chúng ta ngồi chúng ta cưỡi ngựa. Còn nếu bạn nào không có xe máy thì các bạn có thể dùng chiếc ghế để chúng ta ngồi cũng ok, không vấn đề. Và tiếp theo là chúng ta chỉ việc ngồi lên chiếc xe máy và chúng ta cưỡi ngựa một cách tự nhiên thôi. Cứ xảy cho hết mình vào, càng thật càng tốt. Và một cái video thứ hai các bạn cần chuẩn bị đó là một cái video chạy trên đường như thế này. Các bạn có thể quay đường lộ, đường làng hay là một cái bãi đất trống nào, tùy ý. Càng ít xe cộ thì càng tốt. Ok, và sau khi các bạn đã chuẩn bị video đầy đủ thì ở bước tiếp theo các bạn sẽ mở điện thoại lên. Và các bạn sẽ truy cập vào ứng dụng KaiSmarter nè. Nếu bạn nào chưa biết cách tải và cài đặt ứng dụng này thì hãy xem video hướng dẫn của Thế Tâm để các bạn biết cách tải và sử dụng miễn phí ứng dụng này. Và sau khi các bạn đã tải về xong thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở nó lên. Tiếp tục các bạn sẽ nhấp vào đây. Các bạn chọn 169. Tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào phương tiện nè. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái video chạy ngoài đường. Các bạn ok. Đó. Tiếp tục các bạn nhấp vào lớp nè. Các bạn nhấp vào phương tiện. Các bạn chọn tiếp cái video con ngựa nè. Và các bạn sẽ nhấp vào cái ô vuông này. Chúng ta sẽ chọn bên đây. Đó. Ok. Và cái video con ngựa này Thế Tâm sẽ để đường link dưới phần mô tả của video này. Các bạn có thể nhấp vào để chúng ta tải về. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xóa phông cho nó. Các bạn kéo xuống, chúng ta nhấp vào phím Chroma nè. Đó, chúng ta bật lên. Xong, chúng ta đẩy thằng này lên. Ok. Chúng ta sẽ có được cái con ngựa sảy như thế này. Đó. Tiếp tục các bạn nhấp vào lớp nè. Chúng ta sẽ chọn tiếp cái video cuối cùng. Đó, xong các bạn phóng to ra. Ok, các bạn sẽ kéo xuống phần bên đây. Các bạn nhấp vào trồng trọt nè. Mở mặt nạ lên. Xong các bạn sẽ chọn cái hình dạng. Các bạn sẽ chọn cái ô tròn nè. Đó, chúng ta kéo lại. Cái đoạn nào không có phông xanh chúng ta bỏ. Chúng ta chỉ lấy cái người thôi. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ xóa phông cho nó. Chúng ta nhấp vào phím Chroma nè. Bật lên. Đó. Rồi, đẩy cái này lên. Đẩy cái này xuống. Rồi, quá đẹp trai luôn. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh cho nó cân bằng với con ngựa thôi. Đó, chỉnh nhỏ lại xíu. Nhổng đít lên. Đó. Bây giờ con ngựa nó sảy tới đâu thì chúng ta chỉ việc cho cái người nó lắc lư theo là ok. Rất là đơn giản. Các bạn sẽ nhấp vào cái chìa khóa nè. Tiếp tục các bạn sẽ đẩy tới miếng. Đó, chúng ta sẽ cho nó giật về. Đây, con ngựa nhổng đầu lên chúng ta sẽ nghiêng mình về. Còn con ngựa nhổng đầu xuống chúng ta sẽ nghiêng đầu xuống. Cứ vậy thôi. Đó, rất là đơn giản. Chúng ta cứ làm bật tới bật lui cho đến hết video thôi. Và sau khi các bạn đã chỉnh xong xuôi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại cái thành quả của chúng ta nào. Ok. Đừng quên nhấn like video và hãy nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký kênh để đón theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của Thế Tâm nhé.
Còn bây giờ, Tân Tâm xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!